Tới cái việc là ở nhà thì làm cái gì. Bây giờ mình ở nhà đó, ở nhà mà F0 thì nó có hai tình huống, mà có thể mai mốt nó là ba tình huống đó. Tình huống thứ nhất á là mình là F0 rồi nhưng mà chưa có ai tới kêu mình đi đó. Tại giờ các bạn tự tưởng tượng ở thành phố Hồ Chí Minh mà một ngày có lúc 3-4 ngàn người, đâu ai mà nhớ tới mình, người ta cũng phải sắp xếp lúc này kia. Rồi xét, ví dụ mình xét ngâu xét nghiệm mà F0 rồi người ta phải vô sổ làm tôi nhiều lắm. Bây giờ mình đừng có trách mấy cái ông mà ở trạm xá, tại vì nhiều việc lắm mình phải tự làm. Đó là nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai có thể mai mốt là thấy anh thuộc cái nhóm tốt nha, thôi ở nhà đi, đó là mai mốt. Còn cái nhóm thứ ba là bây giờ là 10 ngày rồi, xét nghiệm âm tính rồi, hoặc là xét nghiệm tải lượng virus nó thấp lắm rồi, thôi quá cái ngày nguy hiểm rồi, thôi đi về. Về nhà đi, nó chỉ tiếp cho cái chuyện theo dõi đó. Vì chúng ta biết là cái bệnh này á cho tới hiện nay đó là thường nó nặng vào ngày thứ 5 đến ngày thứ 8. Ví dụ mình bệnh là ngày bắt là mình sốt, hay mình bệnh trước đó mình không biết á, là ngày thứ nhất rồi tới 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đó là ngày 5, ngày 8 là nó có thể nặng lên ha. Có một số người thì ngày thứ 3 đó, thì người ta biết như vậy, người ta biết là đa số cái người ta đó là sau cái ngày thứ 8 nó sẽ ổn ha. Rồi sau đó người ta nghiên cứu nữa là người ta lấy cái virus trong cái họng ra đó, thì người ta thấy là ngày thứ nhất, ngày thứ hai là nó thấp, nhưng mà ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5, 6, thứ 7, thứ 8 nó cao lên, thì bắt đầu nó xuống tới ngày thứ 10 gần như là không có thấy nhiều nữa, mà nó ít lây lắm nha. Chúng ta biết rồi, cái nồng độ virus trong họng mình á, trong họng của người bệnh á, khi người ta nói chuyện ra, nước miếng nó văng ra đó, thì nó lây nhiều hết là cái nồng độ đó ha. Nhiều thì cái giọt bắn nó chứa nhiều, rồi nhiều giọt bắn nó ra nhiều đó. Cho nên người ta nghiên cứu nó tóm lại là vậy. Bình thường nếu mình mắc bệnh, có thể ngày đầu của mình á, cái lượng virus trong họng mình rất là thấp, nhưng ngày thứ hai, ngày thứ ba nó tăng lên rất là cao, cho tới ngày thứ 6, thứ 7 bắt đầu thứ 8 nó giảm xuống, tới ngày thứ 10 nó hết luôn đó. Thì cái quy luật của nó là như vậy. Còn cái trường hợp mà nó xẹt ra ngoài ít lắm thì nó sẽ nặng vào ngày thứ 5 và ngày thứ 8 ha. Cho nên bây giờ sẽ có một số người á, ngày thứ 7, ngày thứ 8 á, sẽ được xét nghiệm mà thấy âm tính hay là nồng độ thấp quá đi, thôi đi về đi ha. Ở đây không có làm gì hết, tại vì nó thứ nhất là nó an toàn, thứ hai nó không lây nữa, thôi đi về là chăm tiếp ha. Cho nên chúng ta sẽ nói là có ba nhóm người: một là sắp chuyển đi chưa liên hệ được, hai là mai mốt được cách ly ở nhà, ba là sắp hết rồi đi về ha. Đó thì cái nhóm ở nhà nó có thể là như vậy.